Chào anh em, em hôm nay test cái bộ cây LG nhé. Hai bộ cây à, cao khoảng tầm 1 mét này. Để rất là chắc chắn nha, piano bóng nhá. Anh em nhìn kỹ nhá, cũng còn khá là đẹp đấy. Loa toàn giải, các cái vết trắng trắng này là bụi đấy nha, bẩn đấy nha, bụi thôi. Con này để mất cái căng ở bát này, nó bị nguyên nhà nhá. Không biết là có cái căng hay không thì em cũng không rõ, hàng về nha. Gồm hai loa cây này, hai loa con này, cái này loa con này gập lên gập xuống được nhá. Một center này, đầu đĩa có cổng quang này, cổng HDMI này, có cổng quang giải mã nhạc mạng nhá, thì hay luôn nhá, cao nhá. Bên này em đang bật chẳng biết đĩa DVD hay CD còn nó có trong đầu sẵn. Đấy, full HD luôn. Đây. Đấy, dây dựng ra ngoài cắm hết rồi nha. Ok nha. Để em bật đoạn này. Con này có khiển học cho anh em luôn nhá. Khuyến mại khiển học nhá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
này có cổng USB nhá. Mic này hát luôn này. Rồi ok nghe nha.